Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 10 tháng 10 năm 2019 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, do hình thế gây mưa suy yếu đi thì xu thế giảm mưa sẽ không chỉ diễn ra tại các tỉnh thành miền Bắc mà còn diễn ra trên cả nước và còn kéo dài cho đến hết tuần này. Tại khu vực Bắc Bộ, đêm nay và rạng sáng mai thì mưa chỉ lác đác vài nơi, trời mát mẻ với mức nhiệt phổ biến từ 23 đến 26 độ và thấp hơn từ 1 đến 2 độ tại khu vực vùng núi. Và ban ngày thì trời hầu như là không mưa, ngày còn nắng từ sớm. Riêng với khu vực đồng bằng và ven biển thì vẫn có một lớp sương mù vào thời điểm sáng sớm. Trưa chiều nắng nhiều hơn, tầm nhìn thông thoáng và nhiệt độ dần tăng lên, phổ biến dao động từ 30 đến 33 độ trên toàn khu vực. Thời tiết ổn định như này được nhận định sẽ còn lặp lại trong 2 ngày cuối tuần này. Và sau đó khi mà sang đến những ngày đầu tuần tới, với tác động của những sóng lạnh từ phía Bắc được dồn xuống, thời tiết khu vực sẽ bắt đầu có những chuyển biến đáng kể. Mưa sẽ xuất hiện trở lại nên nhiệt giảm đi, trời chuyển dần sang trạng thái se lạnh. Thưa bà con, vào thời điểm giao mùa, cá nuôi thường mắc một số bệnh như bệnh đốm đỏ, bệnh đường ruột, bệnh nấm thủy mi, bệnh trùng mỏ neo. Trong đó thì bệnh đốm đỏ là bệnh nguy hiểm thường gặp ở cá chấm cỏ. Nếu như không điều trị kịp thời thì có thể gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Khi nhiễm bệnh, cá có dấu hiệu ăn kém hoặc bỏ ăn, bơi lờ đờ trên mặt nước, vảy bong ra, đen thân, cá mất nhớt, hậu môn viêm đỏ lời ra ngoài, xuất huyết trên thân. Khi mổ cá thì thấy thành ruột xuất huyết, nhiều chỗ bị hoại tử thối nát, gan tái nhợt và mật bị đen thâm. Khi cá bị bệnh thì việc chữa trị gặp phải rất nhiều khó khăn, do đó thì cần phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho cá. Trong đó bà con cần phải lưu ý. Vì cá chấm cỏ ưa môi trường nước sạch nên việc đầu tiên bà con cần phải làm đó là đảm bảo môi trường nuôi sạch và không bị ô nhiễm hữu cơ, cá không bị sốc. Trong khẩu phần ăn hàng ngày cần phải giảm lượng thức ăn xanh và tăng lượng thức ăn tinh. Cho ăn đầy đủ không để cá bị đói và cần phải bổ sung các loại vitamin C, B complex, đặc biệt thì tăng cường chất dinh dưỡng trước thời gian chuyển mùa và trong mùa phát bệnh. Bên cạnh đó thì cần phải bón vôi định kỳ một lần mỗi tháng để khử trùng ao nuôi, sử dụng các chế phẩm sinh học định kỳ để giúp ổn định môi trường ao nuôi. Nếu như cá bị bệnh xuất huyết do virus thì nên khoanh vùng để tiêu hủy đàn cá bệnh và có biện pháp tẩy trùng ao nuôi kịp thời, tránh để bệnh lây lan sang những vùng nuôi xung quanh. Đối với bệnh xuất huyết do vi khuẩn, bà con có thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng và trị bệnh cho cá theo đúng chỉ dẫn. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ, mưa tại đây cũng có xu hướng giảm, chỉ còn phổ biến ở diện vài nơi. Tiết trời chủ đạo là khô ráo có nắng, thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và hong phơi chế biến nông sản của bà con nơi đây. Nhiệt độ trưa chiều trên toàn khu vực vào khoảng 30 đến 33 độ và có nơi trên 33 độ. Ở tại phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong thời kỳ giảm mưa. Những cơn mưa dông cục bộ chỉ còn xuất hiện vào chiều muộn đến đêm, tuy nhiên thì chỉ ở diện vài nơi, lượng không nhiều và kết thúc nhanh nên sẽ ít gây trở ngại cho các hoạt động thường nhật của người dân. Vào ban ngày thì trời có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất cho khu vực này từ 21 đến 24 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại đây từ 23 đến 26 độ, vùng núi thì có nơi nhiệt độ xuống dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất cho khu vực này dao động từ 23 đến 26 độ và cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất cho khu vực này từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất cho khu vực này phổ biến từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.